Chào các anh em đã đến với kênh GVN. Đây là con MSI Prestige 14 Evo. Mình đã từng làm một cái video review về nó nhưng mà nó hơi sơ sài à. Với mình hôm nay mình sẽ review lại cho các bạn một chút xíu. Thì ở trong cái clip này mình xin đánh giá lại cho các bạn. Tại vì thời điểm hiện tại mình thấy đây là một cái con máy nó rất là phù hợp dành cho cái chuyện là các bạn chuẩn bị đi học và đi làm lại, khi mà chúng ta chuẩn bị được mở cửa, đúng không? Nếu như các bạn cần một cái máy để học online tại nhà, hoặc đơn giản là các bạn cần một cái máy mỏng nhẹ pin trâu để mà đi làm, thì đây là một trong những con laptop doanh nhân của MSI mà mình nghĩ là các bạn nên nghía qua. Đầu tiên mình muốn nói trước một chút xíu về cái chuẩn Evo của Intel ngay thời điểm hiện tại ở trên cái máy này và nhiều cái máy khác hiện tại ha. Và chúng ta đang thường thấy thì cái Evo này nó có giá trị như thế nào và tại sao nó lại biến một cái laptop bình thường thành một cái laptop xịn sò và cao cấp thuộc vào hàng doanh nhân. Thì đầu tiên, cái mà một cái laptop Intel Evo nó cần có đó chính là các bạn sẽ phải có một số cái tiêu chuẩn sau đây. Yêu cầu cấu hình CPU phải từ Core i5 hoặc là Core i7 của Intel đến từ thế hệ Tiger Lake. Tiếp đến là các bạn sẽ cần từ 8GB và 256GB NVMe. Các bạn sẽ cần một cái màn hình từ khoảng 12 cho đến 15 inch, độ phân giải từ Full HD ở trên laptop và các viền sẽ phải mỏng. Các bạn sẽ cần một cái máy laptop với cái độ mỏng phải là từ chuẩn Ultra Slim, tức là nó rất là mỏng đó các bạn. Và ngoài ra chúng ta phải cần có là pin phải trụ được cho đến 16 tiếng ở trong điều kiện test. Và Thunderbolt 4 cũng như là Wi-Fi 6 là những cái chuẩn kết nối cần có. Và đương nhiên chúng ta phải bắt buộc có một cái cổng USB-C để mà sạc pin cho máy. Thì đó là một số những cái chuẩn mà để đạt được cái Intel Evo ngay thời điểm hiện tại. Vậy nên là nếu như các bạn thấy một cái máy laptop nào đó được dán cái nhãn chữ Evo ở trên này, thì có nghĩa là đó là sự hợp tác của từ hai công ty. Công ty làm lên cái máy và thứ hai đó chính là công ty Intel đã dám certify cái máy này, tức là đã đạt chuẩn của Intel và chúng ta có thể sử dụng một cách thoải mái và mượt mà. Vậy thì cái yếu tố ngoại hình đầu tiên của cái máy Prestige 14 này làm cho nó đạt cái chuẩn Intel Evo đó chính là các bạn có một cái máy nó rất là ultra slim. Đúng như hồi nãy mình có nói với các bạn, nó là một cái máy nó rất là mỏng và nhẹ ha. Cái trọng lượng máy nó chỉ có 1.92kg thôi các bạn, rất là nhẹ ngay thời điểm hiện tại. Và chúng ta có một cái máy mà dễ dàng cho các bạn có thể cầm bằng một tay lên và di chuyển thoải mái trong suốt tất cả mọi điều kiện. Chẳng hạn như các bạn làm việc ở trong công ty, các bạn có thể cấp sách nó hoặc là mang nó đi như một cái cuốn sổ tay ha. Và đó là cái mà bạn sẽ có trên cái máy này. Viền xung quanh các bạn nhìn đi, rất là mỏng ha, thin bezel cái màn hình đúng không, và đó cũng là cái tiêu chuẩn thứ hai. Và cái máy này cho phép các bạn bật cái bản lề ra 180 độ tối đa, rất là lớn các bạn, để các bạn có thể chỉnh chiếu hoặc là các bạn muốn làm gì đó với nó cũng được. Thì đó là cái đầu tiên mà đạt chuẩn Intel Evo từ cái ngoại hình. Ở phần bên trái của máy các bạn sẽ thấy nè, bên chỗ này nó sẽ có hai cái cổng USB Type-C và một trong hai đó chính là cổng Thunderbolt 4. Thunderbolt 4 là một cái giao thức kết nối giúp cho các bạn có thể truyền dẫn dữ liệu tối đa lên tới tận là 40 Gigabit, tức là nó sẽ gấp 4 lần so với chuẩn USB 3.2. Vậy nên là nếu như các bạn muốn truyền tải dữ liệu nhanh, đây, cái Thunderbolt nó đã có sẵn ở trên cái máy này rồi ha. Các bạn có thể dễ dàng nối ra các cái dock rời để mà chúng ta có thể sử dụng để trình chiếu vân vân. Bên cạnh phải của máy thì chúng ta sẽ chỉ có một cái thẻ micro SD, một cái thẻ USB A bình thường và một cái jack 3.5 thôi. Thì mình thấy là nếu như các bạn mua cái máy này cần lưu ý là phải có một cái dock rời. Pin ở trên những cái con Prestige này mình thấy là được quản lý hiệu quả hơn hẳn so với cái bản modern mà mình đã từng sử dụng. Chẳng hạn như con này đi, mình có thể on screen đâu đó từ khoảng 6 cho đến 7 tiếng với điều kiện dùng bình thường. Đương nhiên là với cái điều kiện test trong phòng thí nghiệm á thì người ta đã test được nó là 12 tiếng, nhưng mà mình sử dụng bình thường mình thấy là không có được 12 tiếng đâu. Nó khoảng từ khoảng 6 cho đến 7 tiếng á. Nhưng mà với 6 cho đến 7 tiếng là mình thấy nó cũng rất là nhiều rồi các bạn. Đương nhiên là với cái điều kiện sử dụng bình thường thôi nha. Lướt web rồi xong mà xem phim hoặc là YouTube hoặc là nhẹ nhẹ như các bạn có thể text Messenger các kiểu đấy. Thì cái con này nó khá là thoải mái và cái khả năng sạc pin nó cũng rất là nhanh với cái công suất sạc rất là lớn của cái cục sạc đi kèm. Vậy nên là mình thấy là nếu như các bạn muốn có một cái máy mỏng nhẹ mà pin trâu thì con này nó hoàn toàn đáp ứng được. Và cái phần khung máy ha, khi mà các bạn nâng cái màn hình lên á thì nó sẽ hở ra một cái khoảng đâu đó là khoảng 5 độ so với lại mặt bàn. Nên là khi mà các bạn sử dụng á thì cái tay của các bạn á nó sẽ nằm ở cái hướng nó hơi thoải lên và khi mà gõ văn bản á nó rất là thoải mái ở trên cái bàn phím này. Ngoài ra thì hiệu năng của máy á, ở trên cái con này nó cũng đang sử dụng một con CPU Core i7 mới nhất của Intel thời điểm này, đó là cái con Gen 11 ha và Iris Xe ở trên này.
Với bản chất mình là một creator, mình hay làm rất là nhiều cái liên quan đến social media. Chẳng hạn như là mình có edit video, mình có render video nhẹ thôi nha. Mình có edit một số những cái ảnh có thể làm thumb để livestream các kiểu. Thì mình thấy là sử dụng và đáp ứng trên con này nó khá là tốt. Tại vì màn hình nó đạt chuẩn cho các bạn là 100% sRGB. Nên là khi mà sử dụng với cái hiệu năng ARRIX XE cũng như là với cái màn hình của máy thì mình thấy là nó khá là ok nha. Đó là cái mà các bạn sẽ có được. Nhưng có một cái vấn đề đó chính là do máy nó khá là mỏng nhẹ và được mang một con CPU Core i7 ở trên này. Nên là khi sử dụng với các cái tác vụ chẳng hạn như là Premiere thì mình không có khuyến cáo lắm, tại vì nó sẽ hơi nóng các bạn. Đó là cái chắc chắn các bạn sẽ phải cảm nhận được ở trên cái máy này. Và quạt kia này nó cũng rú khá là lớn, lưu ý chỗ này nha. Cái máy bản Prestige của MSI so với lại cái bản Modern á, nó có một số những cái khác nhau mà các bạn có thể dễ dàng nhận thấy. Đầu tiên đó chính là cái phần cảm biến vân tay ở ngay cái chỗ trackpad, ngay chỗ này ha. Thì cái cảm biến vân tay trên con này tức là một cái công nghệ mà Intel họ gọi là Windows Hello ấy, về căn bản là như vậy. Thì mình thấy là nó sẽ thuận tiện hơn so với lại cái con Modern. Con Modern thì nó không có cảm biến vân tay. Mình nghĩ đây là một cái cách để mà MSI họ giống như kiểu là họ phân cấp sản phẩm ra. Thì về cơ bản nó là ok. Và cái thứ hai đó chính là cái trackpad của cái dòng Prestige á, thì nó to lắm các bạn, nó rất là to ha, nó bằng gấp 2 lần cái trackpad bình thường. Mặc dù là máy á, thì nó khá là mỏng và cái phần gọi là cái phần chiều cao á, của cái trackpad á, thì nó cũng không có được lớn lắm. Nhưng mà họ cũng cố gắng gia tăng cái diện tích bằng cách là gia tăng chiều ngang. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như được á, thì MSI họ cũng có thể thử làm sao đó để mà cái phần chiều cao này nó cao lên chút xíu nữa. Như mình đi, mình di ở trong cái điều kiện sử dụng bình thường thì mình thấy là cái chiều cao này nó chưa thực sự thoải mái. Nếu như mà nó được cao hơn một chút thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể sử dụng một cách thoải mái hơn. Đó là cái mà các bạn sẽ cảm thấy được. Và cuối cùng á, là cái phần layout của bàn phím, nó không có cái cụm phím số phía bên phải. Nên là nếu như các bạn nào mà làm theo kiểu là kế toán văn phòng ấy, thì các bạn cần nhập liệu nhiều liên quan tới những con số á, thì bản thân là nó không có thuận tiện lắm đâu nha. Cái đó là cái mà cái chắn là các bạn phải lưu ý. Vậy nên là tổng quan tất cả những cái mình nói với các bạn, con này đầu tiên nó có màn hình đẹp nè, nó có pin cũng tương đối tốt nè, hiệu năng của nó thì ok ha. Và ngoài ra tất cả những cái bổ trợ thêm thắt như là Windows Hello, rồi cảm biến vân tay, rồi trackpad được mở rộng vân vân, thì con này nó hướng đến những người dùng làm thứ nhất là doanh nhân hoặc là dân kinh doanh. Thứ hai là các bạn là những creator, đó là những nhà sáng tạo những cái nội dung, có thể là hình ảnh, có thể là content, có thể là những cái video ngắn vân vân, thì con này nó đáp ứng được. Đó là tất cả những cái mà các bạn sẽ có trên cái con Prestige 14 này. Vậy đó tất cả những cái mình muốn chia sẻ với các bạn về MSI Prestige 14 Evo đạt đúng cái chuẩn Evo của Intel ngay thời điểm hiện tại. Một cái chuẩn mà mình thấy là nó đang rất cần thiết dành cho những con Ultrabook ngay thời điểm này. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi video và link của sản phẩm đương nhiên mình sẽ để ngay phía dưới một mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.